Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi ngữ pháp N2. Đầu tiên, môn đại số 7, câu 31. Ryōri no hon ni kaete aru. Nani nani tsukute mita no da ga. Naze ka umaku ikanakata. Tôi đã thử làm như viết ở trên sách nấu ăn. Thế nhưng mà tại sao ấy nó lại không được ngon, không được ổn cho lắm. Yo de moto de hodo ni và tori ni. Thì cái ngữ pháp này chúng ta quá là quen thuộc rồi, đúng nhỉ? Ngữ pháp N4 có nghĩa là theo đúng như. Đáp án đúng sẽ là 4 nhá. Tôi đã thử làm theo đúng như người ta viết ở trong sách nấu ăn. Yo de không phải là gì nhỉ? Yo nó mang nghĩa rất là nhiều nghĩa. Khi mà viết như này thì có thể là hình như, phán đoán này. Moto de là dưới sự. Hodo ni là đến mức. Nhưng mà nó thường sẽ không đi trợ từ ni đằng sau. Câu số 32. Murada nói chuyện với lại Nishino. Aoki kun te hontou ni omoshiroi hito da yo ne. Này cái cậu Aoki ấy, thì gì đây nhỉ? Đúng là một người, thực sự một người rất là thú vị nhỉ. Kare hito warawaseru koto ni gì đó, tensai dakara ne. Bởi vì ấy, làm người khác cười nhá. Hắn ta cái việc làm người khác cười thì là thiên tài. Thì chúng ta sẽ dùng những ngữ pháp gì? Đúng phải là đoạn số 2. Nikakete wa có nghĩa là về một cái việc gì đó thì một người, một nhân vật có cái tài năng xuất chúng, đúng không nhỉ? Đằng sau có cái tên sai là một đánh giá cao về cái đối tượng đó, nên chúng ta phải chọn 2. Số 1 là mukete wa. Nani nani ni mukete có nghĩa là hướng tới cái việc gì đó nhá. Ví dụ như là Olympic ni mukete senshu tachi ga isshokeme renshu shite iru. Các vận động viên đang luyện tập hết mình hướng tới Olympic thì đúng, nhưng mà đây không phải. Nisote wa là theo pháp luật, theo phương châm, không phải. Niwatatte wa là gì nhỉ? Suốt khắp, cũng không đúng luôn. Câu 33. Yamada nói chuyện với Aoki. Watashi Aoki senpai no you ni kameraman no shigoto o shitai to omotte iru desu. Zehi Aoki senpai no ohanashi o gì đó itadakenai deshou ka. Kamawanai yo. Yamada nói là tôi thì tôi đang muốn làm công việc của một cameraman, tức là một nhiếp ảnh gia ấy, đấy, như là Aoki senpai, và tôi rất là muốn gì đây nhỉ? Tôi rất là muốn được nghe chuyện từ senpai, đúng không? Và senpai mới nói là không có vấn đề gì đâu. Vậy thì dùng cái gì? Kite, kikete, kikasete hay là kikarete? Trước chúng ta loại được một. Một bởi vì nếu là chọn một ấy, te itadakenai có nghĩa là muốn người khác làm về. Vậy thì khi mà Yamada mà nói là kite itadakenai, tức là muốn đối phương là Aoki này nghe, sai nhá. Kikete là thể khả năng, sai luôn. Kikasete là tôi muốn nhận được cái việc cho nghe, tức là người nghe sẽ là nhân vật Yamada. Đấy. Ở đây đáp án chính xác phải là số 3. Tôi rất là muốn được cho nghe câu chuyện. Tôi rất là muốn được nghe câu chuyện từ anh. Thể bị động cũng sai luôn. Chúng ta loại đáp án số 4. Thông thường là itadakenai desho ka đằng trước sẽ là thể VT hoặc là V sai khiến chia thể T, chứ không phải là dạng bị động như này. Câu số 34. Konkai no Kyoto ryoko wa tenki ga warui hi ga ookatta ga ikitakatta otera ni wa iketa shi gì đó tanoshimeta. Cái chuyến đi Kyoto lần này ấy, thì cái ngày mà thời tiết nó xấu rất là nhiều, nhưng mà có thể gì đấy nhỉ, có thể đi đến cái chùa mà đã rất là muốn đi đến đó. Và đây phải điền một cái từ, đây là sẽ là phần từ nối đấy. Tanoshimeta là đã có thể gọi là vui, đã có thể tận hưởng, đã có thể thưởng thức được. Sono ue là ngoài ra, thêm nữa. Sai đúng không? Ở đây không phải là nối cái hai cái việc gì nhỉ? Hai cái việc mà có tính chất giống nhau. Nếu như đằng trước là có thể đi đến chùa này hoặc là có thể tham quan những cảnh vật ở đằng sau ấy thì sẽ đúng nhá. Nhưng mà đây không phải, do vậy chúng ta sẽ không dùng một. Mà thông thường người ta dùng là sono ue ni chứ không phải là chỉ là sono ue. Sore nari ni là gì nhỉ? Đây là một ngữ pháp N1, câu này thì hơi khó với các bạn. Có nghĩa là bản thân cái việc đó
Đấy, tự bản thân cái việc phía trước đấy đã có cái giá trị tương ứng của nó. Đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là 2. Ý câu này ấy, có nghĩa là gì đây? Ngày mưa, ngày có thời tiết xấu thì rất là nhiều. Thế nhưng mà, cái việc mà có thể đi đến cái nơi này thì tự bản thân nó là cái việc mà đã có thể khiến mình có được một cái sự gì nhỉ? Một cái sự vui vẻ, một cái sự gọi là hứng thú, có thể tận hưởng được chuyến đi rồi. Câu này hơi khó nhá. Sono koro ni là lúc đó, và lúc đó sore do koro ka là đâu phải cái đó, sai. Câu số 35. Baste ni tsuita toki, shupatsu jikoku no 1 jikan mae ni kūkō ni tsuku basu ga chōdo kiita no de, jirō ga manin de norezu, kekkyoku hikōki ni mani awanakata. Cái lúc mà tôi đến trạm dừng xe buýt ấy thì vừa hay, đúng nhỉ, chô đồ kita nó đấy, tức là vừa hay có một cái xe buýt mà nó đến sân bay gì đấy trước 1 tiếng cái giờ mà máy bay xuất phát, cho nên là làm sao đấy nhá, nhưng mà tôi không lên được, mà bởi vì tôi không thể lên được bởi vì cái xe buýt đấy nó quá đông người rồi, và kết cục là tôi bị chậm chuyến bay. Note tê tôi chưa đặt tà lên giữa đường, sai đúng không? Nota tokoroda vừa mới lên, sai. Ta tokoro da được dùng khi nào? Được dùng khi mà chúng ta nói rằng chúng ta vừa làm gì đó một cách thực tế. Nhưng mà đây câu câu chuyện này được kể lại từ rất lâu rồi, không thể dùng hai được. Noteru tsumori datta, tôi cứ tưởng là tôi đang lên, sai nhá. Đúng ở đây phải là đáp án số 4. Noro toshita có nghĩa là tôi đã cố gắng để làm điều đó. Đấy, tôi đã cố gắng định lên mà không có lên được. Câu số 36. Tomodachi no naka ni wa shigoto ga yasumi no hi wa surukoto ga naku hima jiro という人もいる. Trong số những người bạn của tôi ấy, có những người nói là gì nhỉ? Cái công việc để làm vào ngày nghỉ thì chẳng có gì cả, không có cái việc gì để làm vào ngày nghỉ, và rảnh kinh khủng, rảnh hết hết mức hết cỡ. Desho ga nai, đúng đúng không? Khi mà desho ga nai có nghĩa là gì nhỉ? Rảnh, vô cùng rảnh. Số ni nai, không đi với lại dạng tính từ như này nhá, loại. Thông thường số ni nai ấy, đấy, hay là số mo nai, nó đi với lại dạng động từ thể khả năng của dạng vmax. Vmax khả năng bỏ mas sự đi cộng như này, có nghĩa là có vẻ không thể làm được điều đó. Nisugi nai chỉ là, sai. Sura nai, sura giống như là say, sai luôn, đến cả không có là sai. Câu số 37. Morita nói chuyện với lại Murayama. Murayama-san, Isha no Kawanishi bucho ga gì đó, Kaigisitsu de omachi desu. Wakarimashita. Murayama này, ông trưởng phòng Kawanishi của công ty Y ấy, ông ấy làm sao? Ông ấy đã đến đúng không? Ông ấy đang chờ ở trong phòng họp. À tôi biết rồi. Vậy thì đây phải dùng một son kê gộ, một tôn kính ngữ. Bởi vì các bạn thấy này, omachi desu đang là dạng tôn kính ngữ của gì đây? Của mate masu đây này. Vậy cái nào là tôn kính ngữ? Số 1, marimashita dạng khiêm nhường ngữ của đến, sai. Đây là gì nhỉ? Uketamawarimashita là tiếp nhận, khiêm nhường ngữ nhá, sai. Nhận cái gì đó. Miemashita, nhiều bạn không nhớ cái cách dùng của động từ này và nghĩ là tôi đã nhìn thấy, nhưng mà thực ra ấy, cái miemashita chính là dạng tôn kính ngữ của gì? Của kuru. Đấy, kuru chúng ta phải dùng là oide ni naru này, okoshi ni naru, mieru hoặc là irasharu đều được. Ở đây đáp án đúng phải là số 3, người này đến. Số 4 là ukagaimashita là dạng khiêm nhường ngữ của kuru, cho nên là loại. Đây phải dùng tôn kính ngữ. Câu số 38. Isha, bác sĩ nói gì đây? Ashita ni natemo netsu ga sagaranai. Gì đó, kono kusuri o nonde kudasai. Đến ngày mai, sốt không hạ, hãy uống thuốc này. Yo de areba, kara de areba, toyu yoni wa,
Toyu kara ni wa. Vậy thì ghép cái nào là hợp lý đây? Các bạn thấy đều là ngữ pháp người ta ghép cả này. Ví dụ đây là nối giữa yo và deareba, kara và deareba, toyu và yo ni wa và toyu cộng với kara ni wa. Ví dụ nếu chọn một nhá. Nếu mà gì nhỉ? Nếu mà sang đến ngày mai mà có vẻ như là sốt vẫn chưa hạ ấy, thì hãy uống thuốc này. Đúng không? Đây là một câu diễn tả giả định. Đấy, giả định chưa phải là chắc chắn hoàn toàn mà là có vẻ như thế, sẽ dùng ghép nối hai ngữ pháp này với nhau. Karadea để bà có nghĩa là nếu mà vì, đây không phải quan hệ nhân quả loại này. Tôi yêu nhiều như ạ. Như cái việc nói là sai. Một khi nói là cũng sai luôn. Câu số 39. Uta no renshu de, ở trong buổi tập hát này, sensei nói như sau. Sai sho wa kincho shite okina koe de utaenai to omoimasu. Demo renshu dandan okina koe de utaeru yo ni narimasu yo. Ban đầu ấy, tôi nghĩ là vì căng thẳng cho nên là các bạn sẽ không thể nào hát to được đâu. Nhưng mà luyện tập này dần dần thì có thể là hát to được, trở nên hát to được. Shite iku uchi ni shite demo suru no ni taishite suru no ni kurabete. Đây đáp án đúng phải là số 1 đúng không? Trong lúc, trong khi. Trong lúc luyện tập, trong lúc tiếp tục luyện tập thì có sự biến đổi đằng sau là có thể hát được với giọng to nhé. Te demo là làm gì đó bằng mọi giá để đạt được mục đích. Sai này. No ni taishite là đối lập giữa hai đối tượng. Ở đây không có hai đối tượng loại. So sánh cũng không có nên không dùng ni kurabete. Đúng phải là số 1. Cái câu dạng như này thì chúng ta gặp rất là nhiều trong các đề thi cả N3 lẫn N2 rồi. Cái câu mà trong lúc làm gì thì có được kết quả nào ấy. Câu 40. Kantoku giám đốc. À, Kantoku đây là chữ giám đốc nhưng mà là huấn luyện viên đúng không? Huấn luyện viên nói như nào? Minna kyou wa hontou ni yoku yatta. Kono chōshi de ashita no ketsushou sen mo ganbarou. Ore tachi ga gatte seiken o jiro janai ka. Mọi người, hôm nay mọi người thực sự đã làm rất là tốt. Vậy thì cái ketsushou sen là trận chung kết. Trận chung kết ngày mai ấy, thì mọi người cũng cố gắng với cái khí thế như thế này nhé. Chúng ta gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ chiến thắng để cho gì đây? Để làm kinh ngạc thế gian, đúng nhỉ? Vậy thì ở đây các bạn thấy là trợ từ đang dùng là trợ từ ộ. Vậy thì phải dùng tha động từ. Động từ odoroku. Odoroku là tự động từ. Đấy. Do vậy, chúng ta sẽ loại trừ được đáp án số 1 và đáp án số 2 bởi vì là trợ từ ô thì không thể đi được với lại cái động từ này nhá. Đấy, ví dụ watashi, watashi wa odoroku chứ không nói là watashi o hay là người khác trợ cộng trợ từ ô. Để biến cái động từ này thành dạng tha động từ ấy phải chia sang dạng sai khiến. Đấy. Vậy thì dạng sai khiến ở đây là có hai đáp án là 3 và mấy? Và 4 đúng không? Vậy thì đúng là mấy? Chúng ta thấy có 3 là teyaro và 4 là gì nhỉ? Temorao. Thì gì đây nhỉ? Cho người ta thấy được cái điều gì đó sẽ là ngữ pháp teyaru các bạn nhé. Một cách có khí thế. Như vậy đáp án đúng phải là 3. Chứ không phải nhận được cái việc gì đó từ người khác. Đấy. Nếu như thế này ấy, thì gì nhỉ? Nếu mà dùng là odorokase temorao có nghĩa là mình nhận được cái việc cho, mình nhận được cái việc cho ngạc nhiên từ người khác. Rất là okashi. Sai, đúng phải là 3. Có nghĩa là làm cho người khác ngạc nhiên. Ngữ pháp yo yanai ka được dùng để kêu gọi mạnh mẽ. Chúng ta học ở trong những bài cuối cùng của sách Shinkansen. Ngữ pháp. Câu 41. Kaigi wa kuji kaishi no yote datta ga kaishi jikoku made ni kita no wa 3 nin dake datta. Cuộc họp dự định là bắt đầu lúc 9 giờ. Thế nhưng mà cho đến cái thời khắc bắt đầu thì mới chỉ có 3 người đến thôi. Okurete kita hito ni ryū o kitara kaishi jikoku ga tadashiku. Sau khi hỏi lý do cái người đến muộn thì cái thời gian bắt đầu đúng này, thì chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Thứ nhất các bạn thấy có trợ từ là trợ từ ga, thì thông tin này là gì nhỉ? Thì đằng sau chắc chắn là chúng ta sẽ không thể dùng là số 3.
từ tae nhá, hay là số 2, bởi vì nếu dùng từ tae được là tha động từ phải đi với trợ từ o. Vậy đúng sẽ phải là 1 hoặc là 4 động tự động từ từ tao aru. Vậy thì bây giờ sẽ xem cái nào là hợp lý này. Một là tsutawaranai hazudatta. Và bốn là tsutawatte inakatta rashi. Thì khi mà mình hỏi lý do từ một người khác, mình nghe được cái thông tin thì không phải là phán đoán là chắc chắn là đúng không? Mà phải là gì? Mà phải là cái rashi, có nghĩa là nghe nói là. Đấy. Đúng phải là 4 nhá. Sau khi hỏi lý do những người đến muộn ấy thì nghe nói là cái thời gian bắt đầu đã bị truyền tải, đã được nhắn sai, đã không được nhắn một cách chính xác. Câu số 42. Imoto là em gái nói chuyện với chị này. Onee-chan, pasokon kashite. Chị cho em mượn máy tính. À. Iyo, à, ato de watashi motsu kara. Dengen wa. Ừ được, nhưng mà à này, sau đấy thì chị dùng nữa cho nên là cái nguồn cứ để bật đúng không? Nguồn điện cứ để bật như vậy nhé. Vậy thì ngữ pháp cứ để bật như vậy sẽ phải là tamama. Như vậy đáp án đúng đây phải là 2. Irete mama ni shite oite. Irete kara ni shite. Đấy. Hay là te kara là sau khi này. Tatsumori de ite tưởng là đã bật. Irena kia naranai phải bật là sai nhá. Ở đây có nghĩa là bình thường thì dùng xong thì sẽ tắt đi, nhưng bởi vì chị còn dùng nữa cho nên thôi cứ để bật như vậy, thì phải là ireta mama ni shite oite. Tiếp theo sang dạng bài dấu sao. Yamashita nói chuyện với lại Nakada. Yamashita nói là ja, soro soro kaeru ne. Ocha gochisou sama deshita. Này, tớ sắp phải về rồi. Cảm ơn cậu đã mời tớ uống trà. Ế, mo kaeru no? Sekkaku gì đó, i no ni. Đã về rồi á? Mất công này, i no ni. Thì chúng ta thấy này, mo sukoshi ikeba, kitan dakara và yukkuri shite. Thứ nhất, đứng trước i no ni sẽ là những cái câu diễn tả gì đây? Lời khuyên. Đấy. Có nhiều kiểu khác nhưng mà trong trường hợp này, trong bộ các đáp án đây chắc chắn là phải là một cái diễn tả lời khuyên là tarai hoặc là bai. Như vậy các bạn sẽ có hai ikebai ở đây sẽ đứng trước i no ni. Tiếp theo các bạn có sekaku là mất công, sẽ là mất công gì? Mất công đến đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có ba kitan dakara ở đây, bởi vì đã mất công đến. Vậy thì con số 1 và số 4 sẽ chia như nào? Moskoshi là một chút nữa, thì đằng sau là những cái từ diễn tả tính chất. Như vậy chúng ta sẽ phải cho 1 là moskoshi và 4 đúng không? Là yukuri shite. Đó là thứ tự đúng của chúng ta nhá. Câu này có nghĩa là gì đây? À, về rồi ấy hả? Bởi vì là mất công đến đây rồi, cho nên là gì đây nhỉ? Cậu nên gọi là thong thả từ từ một chút, không cần phải vội như vậy đâu. Đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 3142. Vị trí dấu sao ở 1 sẽ khoanh 1. Các bạn nhìn kỹ vị trí dấu sao, kẻo không là sẽ bị chọn sai đấy. Câu 2, câu 44. Reporto sakuse gì đó koto wa jijitsu nano ka iken nano ka o meikaku ni suru koto da. Chui ue de suru và subeki. Các bạn có này, reporto sakuse là soạn báo cáo. Vậy đằng sakuse ở đây chắc chắn là phải chia ở dạng gì? Phải là dạng suru đúng nhỉ? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có đúng là 3. Câu này là một câu tương đối đơn giản nhá. Đằng sau 3 suru sẽ là 2. Ue de. Thì cái ngữ pháp này thì ở trong giáo trình Shinkansen người ta không dạy, nhưng mà một số giáo trình khác người ta dạy. Có nghĩa là lúc khi cái lúc mà soạn thảo báo cáo ấy. Đấy. Thì cái điều mà cần chú ý đúng không? Như vậy sẽ là 1 chui và 4 là subeki. 3 2 1 4. Các bạn khoanh được đáp án số 1. Câu này có nghĩa là cái điều mà cần chú ý khi mà soạn báo cáo đấy là cái việc, đúng nhờ,
chúng ta làm rõ đâu là sự thực, đâu là ý kiến của bản thân. Tiếp theo câu số 45. Watashi wa donna ni tsurai koto ga atte mo itsumo niko niko shite iru Ishikawa-san o sonkei shite iru sonna yōsu o mataku misezu. Nào, ở đây mọi người thấy nhá, cuối câu ấy nó phải là gì? Nó phải là 2 hoặc là 3, đúng không? Nó phải là dạng teiru này, chứ không thể là cuối câu là dùng temo hay là misezu lửng lửng này được. À, thì chúng ta xem nghĩa của nó này. Cho dù có cái chuyện vất vả đắng cay gì đi chăng nữa, ở đây có, mọi người thấy có donna ni thì chắc chắn là đằng sau nó phải là một, đúng không? Cho dù có cái chuyện khổ đau, khổ cực như thế nào đi chăng nữa này, các bạn sẽ xếp một được ở đây. Tsurai koto ga atemo. Câu này nó hơi dài cho nên là chắc là sẽ phải chia ra, mà có khi chia nó vẫn không đủ ấy, vẫn phải tách làm hai dòng. Rồi tiếp theo nhá, các bạn có itsumo niko niko shite iru, có nghĩa là lúc nào cũng cười, đúng không? Đây là gì nhỉ? Luôn luôn kính trọng, quý trọng người này, không cho thấy cái bộ dạng như thế. Đấy. Vậy thì câu này phải là gì đây? Nếu như là cho hai đứng cuối cùng thì có nghĩa là tôi luôn luôn cười. Và các bạn ghép tiếp thì các bạn vẫn sẽ không ra được cái ý đúng của nó. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho ba đứng cuối. Các bạn sẽ thử và cho được ba đứng cuối cùng là hợp lý này. Ishikawa-san o sonkei shite iru. Tôi luôn luôn quý trọng, kính trọng anh Ishikawa. Anh Ishikawa là người như thế nào? Đằng trước sẽ phải có một cái gì đó để bổ nghĩa cho cái nét nghĩa của nó. Như vậy chúng ta sẽ phải có số 2. Đúng nhỉ? Là itsumo niko niko shite iru. Và số 4 sẽ ở đây. Sonna yosu. Một câu rất là dài, các đáp án dài kinh khủng. Thứ tự là 1, 4, 2, 3. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2. Câu này ấy dịch nghĩa là tôi luôn luôn kính trọng, tôn kính anh Ishikawa. Anh ấy là một người mà dù có gặp những cái điều mà đắng cay như nào chăng nữa thì anh ấy cũng hoàn toàn không cho người ta thấy cái bộ dạng đắng cay đó, mà anh ấy luôn luôn là mỉm cười. Đấy. Tiếp theo câu 46. Kawada nói chuyện với lại Ishihara này. Salaryman kara nouka gì đó ga arun da ne. Jibun no yume o dou shite mo akirame kire nakute ne. Từ gì đây nhỉ? Từ một người làm công ăn lương. Đây là nouka, là nông gia, là người nông dân đấy, người làm nông nghiệp. Ga arun da ne, có cái gì đó. Vậy có phải là danh từ. Ở đây chắc chắn là chúng ta phải có số 1 được đặt ở cuối cùng, bởi vì chỉ có một là danh từ thôi. Yuki, có dũng khí, có sự can đảm. Tiếp theo nhá, từ đây các bạn thấy có ninaru, vậy đằng trước nó cũng phải là danh từ. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ cho được 4 ở đây. Vậy thì còn 2 với 3 thì xếp thứ tự như nào? Đương nhiên là sẽ phải là gì nhỉ? 2 toa và 3 là dưới bên. Bốn, hai, ba, một. Khoanh đáp án số 3. Câu này cái bạn Kawada bạn ấy nói ấy, từ một người làm công ăn lương mà trở thành một người làm nông nghiệp ấy, thì thật là sẽ cần phải gì nhỉ? Cần phải có khá nhiều cái dũng khí, khá nhiều cái sự can đảm. Tô ạ, đây là thật là nhá.
Và bạn Ishihara nói là gì nhỉ? À, dù thế nào thì cũng không muốn gì đấy, cũng không thể là từ bỏ cái giấc mơ của mình. Câu số 47 này. Akita nói: Kino mata shigoto de shippai shichattan da yo ne. Kono shigoto watashi ni wa muite inai n da ro ne. Yappari tenshoku shiyou kana. Nakamura nói là hantai shinai. Hontou ni muite inai to gì đó. Omou kara ne. Bạn Akita nói là hôm qua ấy tớ lại sai sót trong công việc. Có lẽ là công việc này không có phù hợp với tớ và tớ muốn chuyển việc. Bạn này nói là tớ không phản đối. Thực sự không hợp này. Bởi vì tớ nghĩ nhá. Thực sự không hợp. Cô tổ mô nai tổ omo un datara tsuzukeru. Thì câu này chúng ta sẽ dịch nghĩa đúng không nhỉ? Nếu gì đấy? Nếu mà cậu nghĩ là không hợp, không thực sự phù hợp ấy, thì cậu không cần phải tiếp tục. Như vậy chúng ta sẽ có đằng sau mite inai to sẽ phải là gì? Số 2. Omou. Đấy. Trợ từ là trợ từ to. Thì đằng sau sẽ phải động từ mang tính chất thể hiện cái nội dung. Chẳng hạn là iu, kangaeru hoặc là omou. Thì chỉ có hai hợp lý thôi. Đằng sau sẽ là 3. Undatara chính là dạng ngữ pháp. Nếu mà giống như là dạng Nara, no nara ấy. 4. Tsuzukeru. Và một là Kotomonai to. Hai, ba, bốn, một. Chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án số 4 nhé. Bạn Nakamura sau khi nghe bạn Akita nói vậy, bạn ấy bảo là tớ không phản đối bởi vì tớ nghĩ nếu như cậu nghĩ là không phù hợp với cậu, không thực sự phù hợp với cậu thì cậu không cần phải tiếp tục. Ngữ pháp veru koto ga aru có nghĩa là không cần phải làm gì đó. Ở đây người ta biến trợ từ ga thành trợ từ mô thôi. Chúng ta sang bài tiếp theo cũng là bài mà các bạn cảm thấy khó nhất trong phần này, đấy là phần ngữ pháp cho đoạn văn. Bây giờ chúng ta xem nhá. Câu 48 này. Đây là một cái gì nhỉ? Đây là một cái câu hỏi được đăng trên một quyển tạp chí, được đăng trên một tạp chí và cái lời và cái phần trả lời với câu hỏi đấy. Shitsumon ở trên và phần trả lời ở dưới. Thì câu 48 các bạn quan sát. Nếu như không đủ thời gian thì các bạn sẽ chỉ nhìn xung quanh cái phần cần thiết để chọn đáp án thôi. Chẳng hạn như câu 48 này. Cô gái to iware temo yoru wa shoume nashi de ik seikatsu dekinai kara tokai de hoshi o miru no wa akirame yo to anata wa. 48 sẽ phải điền. Bạn sẽ làm sao đó? Đấy, 48 các bạn thấy ở đây đều là động từ nghĩ. Vậy câu này có nghĩa là bạn sẽ nghĩ hoặc bạn sẽ không nghĩ gì đó. Chúng ta sẽ chưa chọn được. Nhá, bạn sẽ gì đấy này. Cho dù nói là ô nhiễm ánh sáng, đúng nhỉ? Thì bởi vì ấy, ban đêm nếu mà không có chiếu sáng thì không thể nào mà sống được. Cho nên là thôi, cái việc mà ngắm sao ở trong thành phố ấy, thì bỏ đi. Bạn sẽ nghĩ hoặc là bạn sẽ không nghĩ như vậy. Thì ở đây các bạn thấy là gì đây? Shikashi. Akirameru mae ni skoshi kangaete mite kudasai. Thế nhưng mà trước khi bạn từ bỏ ấy, thì bạn hãy thử suy nghĩ một chút xem. Vậy thì đằng sau đây là gì đấy? Đằng sau người ta đang nói là trước khi bạn từ bỏ, vậy thì đằng trước này phải là gì? À, khẳng định, đúng nhỉ? Bạn nghĩ là bạn sẽ từ bỏ, vậy thì các bạn sẽ xem cái nào là dạng khẳng định này. Một là omou kamoshiremasen là gì đây nhỉ? À, có lẽ là bạn sẽ như vậy. Là bạn đúng người ta luôn. Phán đoán người khác sẽ như thế và dạng câu khẳng định. Omotte wa ikemasen là không được nghĩ là. Sai. Đằng sau người ta đang nói là trước khi bạn từ bỏ họ, vậy thì phải là gì đây? Có thể đối phương sẽ như thế. Ở đây không có sự cấm đoán mà dùng là te wa ikemasen. Bạn phải nghĩ là. Sai luôn nhá.
Ở đây cũng không dùng cái dạng yêu cầu đề nghị một cách chắc nịch mà dùng dạng nebanarimasen. Omowanakute mo in có nghĩa là gì đấy? Dù bạn không nghĩ là thì cũng được. Sai. Đúng là ichi này. Điền vào đây để tí nữa cùng nhau xem lại một lần. Rồi. Có lẽ là bạn sẽ nghĩ rằng mặc dù nói là cái việc đấy là cái việc mà gây ô nhiễm ánh sáng, đúng nhỉ? Nhưng mà buổi đêm, buổi tối thì không chiếu sáng thì làm sao mà sống được. Cho nên là thôi, mình đành phải từ bỏ cái việc ngắm sao trong thành phố vậy. Đấy. Cái người trả lời, người ta đợi phán đoán được cái đối phương sẽ nghĩ như vậy nhá. Thế nhưng mà trước khi từ bỏ ấy, thì bạn hãy thử suy nghĩ xem. Câu 49 này. Mata gì đó. Ukete iru noa ningen dake desu. Thêm nữa, cái việc mà nhận cái gì đó chỉ có con người thôi. Đấy. Thì các bạn thấy này, ở đây có cái từ mata là cái từ nối diễn tả quan hệ, là liệt kê so với câu trước. Vậy các bạn phải xem qua câu trước một chút. Shome no tojo de yoru mo akaruku nari hitobito no seikatsu wa anzen de benri ni narimashita ga tokai no yoru no akarusa wa hitsuyo ijou da to omoimasen ka? Với cái sự xuất hiện của các thiết bị chiếu sáng ấy, thì ban đêm trở nên thì ngay cả ban đêm cũng trở nên sáng, và cái đời sống của con người trở nên an toàn và tiện lợi hơn. Đấy. Nhưng mà bạn có nghĩ rằng là cái độ sáng trong ban đêm của thành phố ấy, nó vượt mức cần thiết hay không? Tiếp theo nhá, những cái người chịu cái gì đó này, nhận cái gì đó này thì chỉ có con người. Thì ở đây mọi người thấy là rõ ràng người ta đang đưa cái gì đấy, đang đưa những cái điều tốt ra đây, đúng không? Đấy. Đó, về sau này, yoru wa akaruku yoru wa kurai to という自然のリズムが崩れ、植物も動物に大きな影響を与えています。Cái chỗ này bị nhập liệu sai nhé, không phải là yoru mà là hiru. Ban ngày. À, cái nhịp rizumu là cái nhịp nhịp điệu tự nhiên. Cái nhịp sống gọi là ban ngày thì trời sáng, còn ban đêm là trời tối, nó sẽ bị kuzure, nó sẽ bị đảo lộn và tạo ra ảnh hưởng đến cả động vật lẫn thực vật. Vậy thì rõ ràng đây là những cái điểm tốt, đây là điểm xấu, đúng không? Vậy các bạn chọn cái gì để điền vào nó? Dochira mo eikyo, không phải là dạng thức là cái nào cũng vậy, nên là loại 1 này. Anoyona gai, những cái tác hại đó rõ ràng là đang nói với con người là những cái lợi thế, đúng không? Do vậy không thể là cái tác hại được. Chúng ta sẽ loại 2. Kochira no shome, không phải nhá, đúng ở đây phải là 4. Sono onke, tức là những cái lợi ích, những cái ân huệ. Đây chúng ta sẽ điền 4 vào đây. Ở câu trên người ta bảo là con người được rất là nhiều thứ. Ban đêm trở nên sáng, cuộc sống gì đấy, cuộc sống trở nên an toàn tiện lợi. Nhưng mà cái người mà được hưởng những cái lợi ích đấy chỉ có con người thôi. Chứ còn các loài động vật, thực vật nó sẽ chịu cái thiệt hại, chịu cái ảnh hưởng lớn, những cái điều không tốt. Đấy, do vậy phải là sono onke nhá. Tiếp theo câu 50, các bạn thấy 50 đứng đầu một câu và đằng sau là dấu phẩy, thì đây sẽ là câu liên từ. Yoru shome o tsukawanakereba kogai wa naku narimasu. Ban đêm nếu như không sử dụng cái việc các thiết bị chiếu sáng ấy thì sẽ gì đấy, thì cái ô nhiễm ánh sáng sẽ biến mất. Về trước đã nói như vậy, về sau này. Tokyo no yona dai tokai de yoru ni mataku shome o tsukawazu ni seikatsu suru no wa genjitsu teki ni fukano desu. Ở những đô thị lớn, ở những cái đại đô thị lớn như là Tokyo ấy, thì cái việc gì nhỉ? Cái việc ban đêm
sống mà không có sử dụng các thiết bị chiếu sáng thì gần như là không thể. Đằng trước rõ ràng đang nói là chỉ cần không sử dụng thì sẽ mất đi cái này, đúng không? Nhưng dưới lại nói là cái việc sống mà không sử dụng thiết bị này là điều không thể. Vậy đây là quan hệ đối nghịch. Các bạn sẽ xem cái nào diễn tả quan hệ đối nghịch. Sumari có nghĩa là tức là tóm lại nội dung, không phải toa ie. Đúng rồi. Mặc dù vậy, nó giống từ shikashi hoặc là từ demo tokoro ga. Tokoro de nhân tiện, tiện thể sai. Shikamo ngoài ra thêm vào đó giống mata loại. Đúng, đây sẽ phải là số 2, toa ie. Tiếp theo câu 51. Chúng ta thấy này, có đây là torikumi ga. Đây, trợ từ là trợ từ ga nhé. Một cái gì nhỉ? Một cái sự nỗ lực. Đấy. Xem 51 qua đáp án này. Okonawareru tame desu. Okonawarete imasu. Okoareru という点です. Và okoareていると します. Đuôi là tame, là diễn tả quan hệ nhân quả. Đây là một cái hành vi được tiến hành bình thường thôi, không có đuôi gì hết. Cái điểm gọi là. Và đây là một câu diễn tả sự giả định. Toshimasu đằng trước là thể thường sẽ là giả định. Các bạn sẽ xem cái câu này này, câu rất là dài. Sude ni genzai kankyo ga sarameta kōgai taisaku no hōshin no moto michi o terasu nara ue hōkō ni hikari ga morenai yō ni suru nado no torikumi ga. Dưới cái phương châm về các biện pháp liên quan đến cái ô nhiễm ánh sáng mà cái bộ môi trường đã quyết định ấy, đấy, thì có cái sự nỗ lực, có cái sự chuyên tâm như sau. Vậy thì đằng sau không thể là mấy cái ngữ pháp như là vì được, bởi vì không có quan hệ nhân quả ở đây, đúng không? Cũng không phải là tên đề sự, cũng không phải là ví dụ, mà đúng phải là hai. Ở đây chỉ là đơn thuần là người ta đang đưa ra cái sự thật nhá, là có một cái sự việc như vậy đang được tiến hành thôi. Nên là chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số 2 mới hợp lý. Đấy. Đây là một sự thật. Cái cơ cấu, cái cơ chế, đúng nhỉ? Cái sự nỗ lực này đang được tiến hành. Đó là gì đây? Đó là nếu như chiếu sáng đường ấy thì sẽ cố gắng là không để cho ánh sáng nó lọt lên cái phía trên trên cao. Câu số 52 này. Jikan wa kakaru kamoshiremasen ga, anata no machi demo kyampu no yoru ni mita yona hoshi ga mirareru yo ni. Có lẽ là sẽ mất thời gian. Thế nhưng mà ngay cả ở cái thị trấn của bạn, đấy, có thể nhìn thấy những ngôi sao giống như là khi mà bạn nhìn thấy cái đêm đi cắm trại. Vậy năm hai điền cái gì? Naruto ieru desho ka? Natteiru to yokatta no desu. Naruto ii desu ne. Natte hoshii katta no desho. Chúng ta loại được hai. Bởi vì câu này là một câu người ta đang diễn tả cái sự gì nhỉ? Một cái câu người ta diễn tả cái sự đánh giá phán đoán ở trong tương lai. Đằng trước người ta nói là có lẽ mất thời gian, đúng không? Vậy thì không thể nào mà chọn được cái số 2, đấy là điều đấy đang trở thành hiện thực và điều đấy thật là tốt. 4 là natte hoshii katta nhá, là câu quá khứ. Và te hoshii thông thường dùng để chỉ mong đối phương. Trong trường hợp này sẽ không hợp lý đối với đối tượng tự nhiên. Đấy, không hợp lý lắm và dùng dạng tà cũng không phải. Vậy còn 1 với 3 là dùng dạng thể hiện tại thôi. Vậy cái nào hợp lý đây? Nếu như một này, nó sẽ là liệu rằng có thể nói sẽ trở nên. Đấy, sai đúng không? Đúng đây sẽ phải là số mấy đây? Phải là số 3. Naruto i desu ne, có nghĩa là một câu dự ước. Đúng nhỉ? Mong là một ngày nào đấy thì ở quê bạn cũng được như vậy. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là 3 nhé. Rồi chúng ta sẽ xem nội dung cái bài này một chút này. Câu hỏi đấy là gì đây? À, khi mà tôi đi cắm trại ở các vùng quê ấy thì sao? Thì ở trên bầu trời đêm ấy, Musu no hoshi ga ari,
thì có vô số các vì sao thực sự rất là đẹp. Mai bang anna sora ga mitai to omotte mo watashi no machi de wa tsuki shika miemasen. Mặc dù tôi nghĩ là ấy, tôi muốn ngắm nhìn cái bầu trời đó, cái bầu trời đầy sao đó hàng đêm, thế nhưng mà ở thành phố của tôi thì chỉ nhìn thấy được mặt trăng thôi, chỉ nhìn thấy được trăng thôi chứ không nhìn được sao. Tokai de hoshi wa mirarenai no de shou ka. Câu này là sao nhỉ? Ở thành phố ấy, thì không thể nhìn thấy các ngôi sao được sao? Một người ta mới trả lời nhá. Tokai de hoshi ga mienai no wa yoru no machi no shoume ga kuki chū no chiri nado ni atatte okoru kōgai という kōgai によるものです. Cái việc mà không nhìn thấy được các ngôi sao ở thành phố ấy, đấy, là một cái hiện tượng, là một cái thứ do cái ô nhiễm, do một loại ô nhiễm nhá, ô nhiễm công nghiệp đấy. Ô nhiễm do cái gọi là ô nhiễm ánh sáng gây ra khi mà các thiết bị chiếu sáng của thành phố vào ban đêm nó chiếu vào chiri là các cái hạt bụi, những cái hạt bụi nhỏ lơ lửng ở trong không khí. Vậy thì có lẽ bạn sẽ nghĩ là đấy, dù bị nói là ô nhiễm ánh sáng đấy, thế nhưng mà ban đêm thì không thể nào mà sống được nếu như không có cái việc chiếu sáng, không có các thiết bị chiếu sáng. Cho nên là thôi, cái việc mà mình ngắm sao ở trong thành phố thì mình từ bỏ đi. Đấy, ý là nếu mà bật các thiết bị này ấy, thì sẽ gây ra ô nhiễm nhá. Nhưng mà mặc dù ô nhiễm nhưng mà chúng ta không thể sống được thiếu nó, cho nên là chúng ta đành phải gì nhỉ, vẫn tiếp tục bật, tức là sẽ làm mất đi cái việc mà được ngắm sao đấy. Thế nhưng mà ấy, hãy thử suy nghĩ một chút trước khi quyết định từ bỏ cái việc ngắm sao đấy. Nhờ cái sự ra đời của cái việc chiếu sáng thì ban đêm cũng trở nên sáng và đời sống của con người trở nên an toàn tiện lợi hơn. Thế nhưng mà bạn có nghĩ rằng là cái độ sáng ở bầu trời đêm trong thành phố ấy, nó vượt quá mức cần thiết không? Hơn nữa, cái người mà được hưởng những cái lợi ích đó thì chỉ có con người thôi. Chứ còn cái nhịp điệu tự nhiên, cái nhịp sống tự nhiên, đó là ban ngày thì trời sáng, ban đêm là trời tối, nó bị đảo lộn và ảnh hưởng rất lớn đến các loại động vật và thực vật. Ban đêm, nếu như chúng ta không sử dụng các thiết bị chiếu sáng thì cái ô nhiễm ánh sáng sẽ biến mất. Mặc dù vậy, nhưng mà ở các đô thị như là Tokyo ấy, thì không thể nào mà sống mà không bật các thiết bị chiếu sáng được. Vì thế, soko de shoume o mokuteki ni awasete tekisetsu ni tsukau koto ga kōgai taisaku toshite juyō ni narimasu. Vì thế, cái việc sử dụng một cách hợp lý, phù hợp với mục đích là điều quan trọng, với tư cách là một cái biện pháp, một cái đối sách để chống lại cái việc ô nhiễm ánh sáng đó. Sude ni genzai, hiện tại ấy, dưới phương châm các biện pháp để chống ô nhiễm ánh sáng do cái căng kiều sổ, do cái bộ môi trường người ta quyết định, thì sao? Đang có một cái nỗ lực, đúng không nhỉ? Đang có một cái sự nỗ lực, đang có một cái sự cố gắng, sự chuyên tâm được tiến hành. Đấy, đó là gì? Đó là nếu như chiếu sáng đường ấy, thì sẽ không để cho ánh sáng nó lọt lên phía trên. Watashi tachi mo fuyou na shoume wa sugu ni kesu nado tsune ni tekisetsu na ryō no hikari o tsukau to isshiki shite kōdou shite iku hitsuyō ga arimasu. Chúng ta ấy thì cũng cần phải ý thức và hành động, ý thức rằng là gì đấy, sử dụng cái lượng ánh sáng ở mức cần thiết. Chẳng hạn như là những cái nguồn sáng mà không cần thiết thì phải tắt ngay đi. Tôi nghĩ là sẽ mất thời gian đấy. Thế nhưng mà mong là một ngày nào đấy ở quê của bạn, ở thành phố của bạn, vào ban đêm cũng có thể nhìn thấy các vì sao giống như là khi bạn đi cắm trại. Thì đấy là nội dung của cái bài này. Nói chung là cũng tương đối là khó, đúng không? Bởi vì là cái bài mà lấy điểm cao trong cái phần ngữ pháp rồi, thì các bạn căn cứ vào cái
tình hình hiện tại của bản thân để đề ra cái phương hướng làm bài hợp lý nhá. Cái bài này các bạn chỉ được làm trong vòng tối đa là 5 phút thôi, không dùng quá nhiều thời gian, nếu không thì sẽ không thể đủ để làm đọc hiểu được. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần chữa bài các đề tiếp theo.